nay đi đào mấy cái củ lục vừng siêu mini anh em ạ. Tìm nó có cái cây nào nó đẹp đẹp đây. Dưới cái ruộng bỏ hoang này. Cái này nó không có củ anh em ạ. Cái này nó nhỏ nó phải có củ. Cứ đào thử anh em ạ. Mấy gốc này thì nó chả biết gốc nào có củ. Đào này nhiều khi ăn may lắm, được gốc đẹp lắm. Ý, anh em thấy hấp dẫn chưa? May được cái củ. Đúng, cái củ này hay phết à. Đấy, mới chỉnh sửa cắt lọc đi, không bị đỉnh.
đây. Mấy bụi phía đằng kia này. Chơi cây không cần phải phá rừng anh em nhé. Cứ ở mấy cái vườn cái ruộng này, nhiều lắm rồi. Toàn cây đẹp. Đây, đảo này đẹp lắm.
cây lộc vừng hay phết này. Cái này mà táo bạo thì mình phải cắt. Cắt hết mấy cái rễ đi anh em này. Lộc vừng nó dễ sống thì nó thành một cây rất côn và lùn lực luôn. Anh em thấy không? Đây mình trồng kiểu này, này. Những cây này thì về cứ trồng nó tốt lên rồi tính tiếp. Cắt lọc cành tiếp. Video tôi chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh em nhé.